Ok, thì như cái tiêu đề video mọi người đã thấy thì đây là một cái tier list nhanh mà mình làm để mà mọi người nếu mà có quan tâm tới sức mạnh ở trong game này á thì sẽ có thể biết được mình nên đầu tư những cái nhân vật nào ở trong cái bảng này. Thì mọi người cũng nên lưu ý một xíu thì đây chỉ là những cái thống kê mà mình lấy được từ beta thôi, cho nên là nếu mà qua bảng chính thức thì có sẽ có một vài thứ thay đổi. Có thể nó sẽ là không quá thay đổi nhiều lắm nhưng mà có thể nó sẽ khá là to ha. Nhưng mà mình nghĩ là nhân vật cho tới beta này là beta cuối cùng rồi, cho nên là nó cũng sẽ không quá là thay đổi nhiều đâu. Và cái này nó sẽ là một cái list khá là ổn cho mọi người có thể tham khảo. Trước khi vào video thì nếu mà mọi người thích những cái content liên quan tới Wuthering Waves, Genshin Impact hay là Honkai Star Rail thì mọi người có thể nhấn like, subscribe cho kênh của mình để mà bọn mình có động lực để làm thêm các video nha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi. Ok, thì cái này mình sẽ không có xếp theo thứ tự cái thứ ha, mình sẽ chắc là mình sẽ xếp gọi là từ tier S đi xuống luôn cho nó nhanh. Thì nói thẳng là mình nghĩ hiện tại trong game chưa có character nào mà bị cho là tier C hay tier F hết, thì mình sẽ không để những cái đó, mình chỉ để là từ S cho tới B trừ thôi. Nhưng mà nếu mà mấy bạn muốn có tier C, tier F các thứ thì mấy bạn có thể coi tier B trừ này là tier C cũng được ha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào luôn đi. Đầu tiên chúng ta có DPS thì chắc chắn là Xi'an sẽ là TS của DPS hiện tại rồi. Ổng là character limited DPS đầu tiên của chúng ta mà. Anh Long trong game này cũng mạnh ha. Ổng có đam to, có AoE và ổng cũng dễ parry nữa, cho nên là cái slot này là slot rất là ổn nhờ cho ổng. Thì tiếp theo chúng ta có chị Yuen Lin. Yuen Lin thì là một sub DPS khá là ổn, cũng như là buff cho hệ lôi cực kỳ tốt. Cho nên nếu mà mọi người có chơi với lại Cao Caro á thì mọi người có thể sử dụng Yuen Lin và buff cho ổng cực kỳ mạnh ha. Tiếp theo là về thuần support thì chúng ta có Verena, thì bả là một healer và cũng như là buff all tất cả các hệ theo attack của bả cực kỳ lâu, tầm tới lên tới là 30 giây luôn á mọi người. Cho nên là cái này sẽ là tier ba cái TS của chúng ta chắc chắn là như vậy rồi. Mình cũng hơi bất ngờ khi là có một một nhân vật ban ra thường vô được TS nữa, trong khi hai nhân vật còn lại đều là limited character hết, nhưng mà chắc cái này giống Ronya của HR thôi. Tới tier A của chúng ta thì chúng ta có Dan Jin. Thì Dan Jin là một con có đam cực kỳ to và fuel time cũng rất là lâu, và là một con cơ bản nói chung là rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mọi người không có muốn mà gọi là luyện skill quá là nhiều á thì mình khuyên mọi người không nên chơi con này, vì đó là một cái con khá là dễ chết do là có cái cơ chế tự giảm giảm máu của bản thân. Nên là mọi người cũng phải cần một cái skill khá là đặc biệt để chơi cái con này. Cho nên nếu mà mọi người là những người chơi hardcore thì mình recommend con này, tại nó rất là mạnh. Nhưng nếu mọi người không thì mọi người có thể chơi những con khác, nó cũng có hiệu quả không kém. Tiếp theo thì chúng ta có Bayzi. Thì Bayzi là cơ bản là một bản 4 sao của Verena, cũng có heal, cũng có buff và nói chung buff theo attack. Và bả cũng có rồi một cái đặc biệt của mình, đó chính là heal off field, có nghĩa là heal passive á. Cho nên là con này nó cũng cực kỳ tốt ha, và mọi người nếu mà có roll được bả nên đầu tư. Tại vì mình nghĩ những cái game kiểu như thế này thì những support khá là quan trọng nha. TA của chúng ta thì chúng ta sẽ có Rover. Mình đặt Rover ở TA thì tại vì cái hệ hiện tại mà chúng ta đã thấy của Rover đã có skill cực kỳ tốt và cũng có hồi máu theo attack nữa. Sau này chúng ta cũng sẽ mở khóa tất cả các hệ của trong game này đối với lại nhân vật Rover. Cho nên là mình nghĩ đây là một nhân vật khá là đáng đầu tư và mọi người sẽ không phải thất vọng khi mà đầu tư nhân vật này. Mortify thì mình cũng sẽ đặt ở A, tại vì đây là một nhân vật rất là dễ dùng, đam của ổng cũng rất là to ha, và càng nhiều copy của ổng, có nghĩa là cung mệnh hay là tinh hồn cái thứ đó, thì ổng càng roll được nhiều ổng mà lên tinh hồn cung mệnh thì ổng sẽ càng mạnh. Mạnh nhất của ổng là mình nhớ ở C6 á, cho nên là mọi người nếu mà mọi người roll được ổng á mà thì mọi người cũng nên đánh đầu tư, và càng nhiều cung mệnh của ổng thì càng mạnh ha. Tiếp theo thì đó là chính là nhân vật banner thường của chúng ta, Kakarot, là một nhân vật DPS hệ lôi thì ổng sẽ hoạt động tốt nhất khi đi chung với Yuen Lin. Nếu mọi người không có Yuen Lin á thì ông này ổng cũng hoạt động rất là tốt. Ổng là nhân vật banner thường cho nên mọi người cũng sẽ chắc chắn có được ổng trong một ngày nào đó thôi. Và cơ bản là ổng sẽ là một DPS cực kỳ ổn trong đầu game của mọi người. Mọi người có thể chọn ông này hoặc là Verena trong một trong là một trong hai đứa mà mọi người có thể ưu tiên trong banner thường của mọi người ha. Encore cũng là một DPS khá là mạnh ha, và bả cũng dùng được rất nhiều với khá là nhiều support. Thì mình cũng sẽ đặt bả ở tier A, và nói chung là không có gì phải nói nhiều về Encore hết. Yunwoo thì ổng sẽ là một sub DPS rất là ổn, và như cái game này thì các thời gian on time của các nhân vật khá là lâu, cho nên là càng gì mọi người nên build sub DPS của bản thân ha. Kiểu như là team nó sẽ gồm một DPS, một sub DPS và một support á. Cho nên là có sub DPS nó sẽ là một cái điều có lợi khá là lớn đối với account của mọi người.
Và cái một cái điểm cộng của Yungu đó chính là mọi người sẽ được nhận free Yungu ở trong cái event, cho nên là mọi người nên lấy ổng và build ổng ha. Cuối cùng trong tier A của chúng ta thì chúng ta có Sanhua, thì bạn này là một người nhân vật có đam tốt. Tuy là không bằng được Danshin đâu nhưng mà vẫn khá là mạnh và bản thân cũng sẽ có buff attack, cho nên là cũng là một lựa chọn solid cho nếu mà các bạn có bả và các bạn thắc mắc là nếu có muốn bị bả hay không. Giang Giang thì sẽ là nhân vật đầu tiên trong bảng A trừ của chúng ta. Nhỏ này thì là một nhân vật chúng ta sẽ được free ha, cho nên là một điểm cộng, và có grouping cũng khá là tốt và cũng có một cái lượng đam khá là ổn, cộng với việc là nhỏ có buff năng lượng ở trong game nữa. Tuy nhiên thì cái buff năng lượng ở trong game này hiện tại không cần sử dụng lắm. Tuy nhiên nhưng mà cơ bản trong tương lai thì chúng ta sẽ không biết được ha, có thể khả năng tương lai chúng ta sẽ cần. Trang Xin á thì tuy là đam của chị ấy không quá nổi bật nhưng mà có grouping quái cũng khá là tốt ha, và cũng có AoE nữa, cho nên là mình cũng sẽ để Trang Xin ở A trừ. Tiếp theo là tới mục B thì chúng ta sẽ có là Aoto. Thì tuy là ông này có tăng đam Aro á nhưng mà không mạnh bằng được những người mà có buff đam nói chung, ví dụ như là Baiji nè hay là Verina ha. Và cơ bản là ông này hơi niche cộng với việc là đam cũng không ấn tượng quá, cho nên là hiện tại ông này chỉ xếp ở đây thôi. Trong tương lai thì mình không biết nhưng mà hiện tại thì ông này không quá là cần thiết ha. GCA thì đam không gọi là tệ lắm nhưng mà bị cái là yếu hơn là Encore, thua Encore ha. Và cũng hiện tại không có team nào thực sự quá tối ưu cho Chisa, cho nên là tạm thời chúng ta sẽ đặt Chisa ở B. Hy vọng là tương lai sẽ có những support tốt hơn cho cô ấy. Tao Chi thì sẽ bị rớt vào bảng B trừ, bởi vì Tao Chi đam hơi thấp ha. Tuy là có tăng á nhưng mà hiện tại cái game này thực sự không quá cần thiết cho việc tăng ở trong game này, tại vì cơ bản quái cũng đập mọi người một phát chết luôn, và mọi người cần né hoặc là parry cái đòn đánh để mà mọi người có thêm đam, cho nên là yeah, Tao Chi đành phải ở vị trí B trừ thôi. Cuối cùng mình không muốn nhưng mà Liên Giang sẽ ở B trừ. Cái animation của Liên Giang rất là tốt nhưng mà cái cách chơi nó không quá là thoải mái và đam cũng không thực sự là ấn tượng luôn, cho nên là chúng ta sẽ đành đặt Liên Giang vào cái team B trừ này thôi. Okay, và đây là cái list của mình tạo ra, thì hy vọng mọi người có thể tham khảo từ cái list này mà mọi người build được nhân vật mà mọi người mong muốn. Nếu mà mọi người có những cái gì mà mọi người muốn chia sẻ với mình hay là có những cái gì không đồng ý với cái list này thì mọi người có thể comment xuống và nói chuyện với bọn mình để mà đưa ra ý kiến của mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã coi video này, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.